Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này trận cuối lên cao thủ đây các bạn ạ. Trận này thì mình sẽ cố gắng hết sức để mà, nói chung là mình nói thế thôi, chứ thật ra thì trận nào mình cũng cố gắng hết sức để mà thắng một cái trận oanh oanh tranh choáng cho các bạn xem, chứ không có trận nào mà mình chơi kiểu gọi là buông bỏ hết trơn ấy. Nhưng mà hôm qua thì mình có làm hai cái trận cuối lên cao thủ trên cái nick này luôn, Tuki, hai trận luôn các bạn, và hai trận đó thì các bạn cũng biết sao, thua. Thật sự ra nói mình cảm thấy khá là buồn vì có hai trận đấu mà thua hết cả hai trận luôn. Cái thứ nhất là buồn, cái thứ hai là nó cay vãi chưởng các bạn ạ, tại vì đồng đội mình nó yếu thật sự luôn, không phải mình không thể gánh được ấy. Trận này cho mình đi rừng đi. Hôm qua thì mình có đọc bình luận thì có bạn bảo Triệu Vân thì ok, Triệu Vân luôn. Ôi giời, thế méo nào, Triệu Vân cũng cấm, em cũng chịu mấy anh luôn đấy. Thôi thì cấm ra ta luôn cho rồi, chủ đủ bộ. Thế mèo ông Triệu Vân cũng đi cấm trời. Cái gì kỳ vậy? Trận cuối lên cao thủ chứ có phải trận cuối lên thách đấu đâu mà mấy anh mấy chị gọi là cấm Triệu Vân chi ta. Khó quá, quá khó luôn. Các bạn đang xem clip của mình đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ kênh giúp mình với nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn yêu mến mình thì có thể cho mình một like. Cho mình xin đi rừng đi. Ui ôi, Butter vừa like nó cũng dành nữa. Gì kỳ à? Chơi game mà cứ dành lan hết trơn luôn. Dành tướng còn dành lan nữa. Thôi ôi, cho em chơi, em gắn team, em lên cao thủ cái quay. Hôm nay mà không lên được cao thủ là em khóc đây. Em nói cho mày biết luôn, mặc dù em không phải là diễn viên nhưng mà em khóc thiệt đây. Khóc thật rồi anh ơi. Anh đã đi rồi sao anh còn chờ. Chỉ là buông thôi. Đấy, khóc đấy các bạn ạ. Khóc quá trời luôn. Rồi AD nó cũng giành nữa, trời ơi. Trận này chơi Batman ngon này các bạn. Cái thanh niên Batman mà bay vô mình một cái là mình kích hoạt cho hai, mình ulti, mình bắn nó lủng đầu đó luôn. Là vô mắn luôn đó. Rồi, rất là căng luôn các bạn ạ. Trận này thì các bạn có thể thấy rằng thì team mình có đủ tất cả những cái lan hết rồi. Mì đậu thành nó bắt mình đi support rồi. Không sao. Các bạn nghĩ rằng mình chỉ có thể đi rừng hay DAD mới gánh được team đúng không? Hôm nay mình sẽ làm... Ui, Zuka tỷ lệ thắng cao thế. 70% luôn hả? Wow. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng... gì đây? Tướng gì đây? Tướng gì đây? Tướng gì đây? Tướng gì đây? Crack nha các bạn. Crack đi. Mình sẽ cho các bạn biết thế nào được gọi là bet kéo. Hôm nay bet kéo sẽ trổ tài gọi là gánh tem nha các bạn. Bet kéo tái xuất. Anh em ơi, chuẩn bị tinh thần chưa? Bạn nào mà đang xem clip của mình thì đăng ký kênh và like ủng hộ mình với nhá. Và đặc biệt thì trận này cho mọi người mình chơi một like để mình lấy động lực để mình gánh team này cho các bạn xem này. Yo. Ten. Correct các bạn ơi, correct. Ôi ôi, đối đầu với cả thanh niên ba zoom Batman ra đổ Ayate đổ Eret đổ. Căng quá nhờ. Có vẻ hấp dẫn đấy. Không đùa đâu anh em ơi. Thích băng trụ. Đậu xanh Violet đặt cái tên kìa. Thích băng trụ. Trời ơi là trời. Cái gì mà đặt cái tên gì ớn ăn gì trời. Thích băng trụ. Thích băng trụ có nghĩa là chập trụ, nghĩa là mình bay vào mình xúc đúng không? Trời. Tưởng cái gì khó. Tưởng cái gì khó. Tại vì mình đi support cũng rất là nhiều rồi. Và thường thường thì mình support rất là tốt các bạn ạ. Quá tốt luôn đấy. Bởi vậy đâm ra thì các bạn có thể gọi là xem những cái clip về vị tướng correct hay là những con vị tướng khác của mình thì các bạn cảm thấy khá là mãn nhãn. Hôm nay mình sẽ quyết tâm cho vị tướng Batman các bạn, không có quái màn. Bét kéo crack tái xuất đây. Này thì ăn bùa này. Này thì ăn bùa này. Batman ơi, bạn có bao giờ gặp mấy cái thanh niên biến thái đi kéo bùa chưa? Chưa đúng không? Chưa thì bạn gặp tớ. Này thì kéo bùa này. Yeah lều ơi. Úi giời ơi. Ô ra. Có khi nào nó cướp bùa không ta?
Pẹt mày luôn đi. 3, 2, 1. Chẳng bậy. Ai dạy này thì ăn bùa này. Nó hồi máu, bùa hồi máu chạy về đây các bạn ơi. Batman kìa. Ơi, thanh niên Batman kìa. Ô, một cái pha cây cú từ Batman hả? Úi dồi ôi. Ôi, King of Batman hả? Cái tên gì ghê vậy ba? Đầu xanh tóc biến một cái là mình kéo luôn này. Nhưng mà không được các bạn ơi. Rồi xong bị tướng Zuka cho mình quýnh rồi. Sắp mặt lờ luôn rồi. Rồi chạy không được rồi. Toan rồi. Đặt cái tên là Batman. Đặt cái tên Batman luôn các bạn. Là chứng tỏ một điều là vị tướng Batman các bạn đánh rất là ghê luôn. Và thuần thục con tướng đó luôn. Kiểu giống như là một người chơi bét ấy. Thế là thế nào nhờ? Để xem bét Batman trận này đỡ thế nào nổi đây. Mấy cái thanh niên mà bị kéo bùa rất là ưng chế các bạn ạ. Ô đang ăn. Ôi giời ơi bạn ơi, Vedet ơi, bạn đừng có làm thế. Bạn để tớ ăn bùa đàng hoàng con nào. Phá chút xíu làm gì căng. Hả? Làm gì căng thế? Cứ thế. Rồi nó ăn xong rồi xanh rồi. Nhưng mà con bố đó trội dễ gì mà ăn được bạn. Muốn ăn được đâu có dễ đâu. May là có vị tướng Vedet nó vào nó canh đấy. Không xin lỗi bạn luôn. Bùa làm gì có mà ăn. Ôi ôi. Anh ơi đừng bình tĩnh anh ơi. Anh ơi cứu em với anh ơi. Đúng rồi hay quá anh nhìn đu đẹp trai ạ. Cái gì đây lẹ lách đánh võng này. Mày vào đây. Úi dồi ôi đau quá. Thôi xong rồi. Chuyển sinh ra chơi nó liền. Sợ cái gì. Em có ngán con dáng nào đâu. Mình có chuyển sinh mà các bạn. Xài chuyển sinh thoải mái thôi. Mày này ba dúm này. Hút đi. Hút đi đâu mà hút cả. 220 tiền. Vô mánh luôn các bạn ơi. Phê quá trời, phê quá đất luôn đó mà. Trận này mình sẽ đi support và gánh team cho các bạn xem. Các bạn hôm trước đi mình có một bạn bình luận trên kênh YouTube của mình. Khi mà mình đi phá rừng tem bạn như thế này, bạn ấy bảo là đi phá rừng tem đi phá tem bạn vậy có tác dụng gì trong trận đấu. Thật ra ấy thì nó đặc biệt có nhiều tác dụng chứ không phải là ít luôn đấy các bạn. Từ từ nha, chuẩn bị bùa xanh nó ra này. Các bạn có biết là 10 người thì 9 người chơi liên quân mà thuộc dạng là cao thủ ấy. Thì các bạn cũng biết là mấy cái thanh niên đi rừng là cái thanh niên hay gọi là mạnh nhất tem. Đi rừng là mạnh nhất tem nha các bạn. Đi rừng là mạnh hơn AD. Tôi bời. Bởi vậy đâm ra mình phá rừng tem bạn, khiến cho rừng tem bạn phế. Mình là chỉ là một người đi support. Mà một support mà đổi với cả cái người đi rừng tem bạn thì hai thằng đều phế, mình phế rừng tem bạn nó cũng phế, mình đã phá nó mà. Đấy thì là thằng nào tem nào lợi hơn. Chắc chắn 100% là tem mình có lợi hơn các bạn ạ. Tại vì mình là một người support phế là một chuyện bình thường, nhưng mà rừng tem bạn phế là chuyện bất bình thường. Tại vì mấy thanh niên đi rừng mà bị phế một cái là toang luôn đấy. Mày bưới có bùa luôn. Support về đi hả? Về là về thế nào? Ăn cái bùa đã, phải chát tổng đã, ăn blue đã. Về chứ đúng không? Bà Nhu nó nảy mồm như thế này cơ mà. Chơm quá chơm luôn. Dừng bạn lại cay rồi. Ưu chế lắm các bạn. Cái thứ nhất là thế. Còn cái thứ hai ấy, nó đánh về cái tâm lý. Các bạn hiểu không? Khi mà mình đi phá rừng tem bạn mà tem bạn không vào canh để cho mình phá là rừng tem bạn nó sẽ rất là ưu chế. Nó ưu chế không phải vì mình. Ui dồi ôi. Cái đậu xanh mày chạy đâu. Hái à. Mà nó ức chế đồng đội tem bạn cơ các bạn ạ. Đừng có sợ. Hãy xem ta đây. Oh. Ui sổ ôi thanh niên hai te bay lên tít trên trời mà dãy. Như con cá dãy chết. Sản si đuối thì chứ. Buồn cười quá trời. Trời ơi mình hút một cái em biết hát tung cái đứng trên trời dãy. Nhìn nó tíu lâm thôi rồi luôn. Nó sẽ rất là ức chế nếu mà dừng tem bạn mà bị mình nó phá bùa ấy. Thế là đừng cho bạn ức chế thì các bạn đã biết sẽ làm sao không? Nó sẽ cay đồng đội và sẽ dẫn đến những tình trạng gọi là không kiểm soát được bản thân. Thôi được rồi. Bạn cứ lao vào mình kéo bùa bạn như thế, bạn cứ cay cú làm gì nhờ? Yo. Mình đang còn một cái chuyển sinh nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên cho nó. Cái khiên này thì nó có mana nhưng mà nó không có cộng máu. Correct thì nó lại cần máu các bạn ạ. Mình sẽ lên cho nó cái giáp thống khổ nha. Giáp thống khổ trước đi. Có mùi xanh.
Qua kéo đó. Bù xanh. Hello Bobby. Bù xanh hãy về với đội của anh. À đây tại mình bạn ấy đánh tốt phết đấy. Nói chung là cứ ôm trụ thôi là được rồi. AD mà mình support đi phá này thì AD cứ ôm trụ thôi, còn vấn đề còn lại thì cứ để mình cho đồng đội mình lo cho. Dừng các bạn bị mình kiểm soát gọi là bùa xanh thế này với bùa đỏ thế này thì dừng các bạn nó sẽ rất là phế các bạn ạ. Nó không có ăn thoải mái được. Tại vì đang ăn chẳng may mình kéo một cái là mất một con bùa là mất cả biết bao nhiêu là cái tiền vàng này ìa rồi. Chô luôn kìa. Ôi giời, kinh thế nhỉ. Ăn quá nhỉ. Hãy xem ta đây. Mày hả bới? Mày hả bới? Mình chạy đâu? Thằng Batman hả? Oh man. 170 tiền. Mình là người ăn mạng các bạn ơi. Phê quá trời. Phê quá trời này. Ui da. Mày lão nhá hả bới? Yeah. Ui giời ơi. Ra kìa. Ui, mình bị bắt vừa trên bức tường mới ghê chứ. Trời ơi ớt ra. Mình nó bị mình đẩy mình quát mình dính bức tường luôn. Giống như là mình bị mắc vào bức tường á. Veret này ra đây. Ê! Thôi được rồi bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Mùa xanh mùa đỏ của em. Mày hả bới? Không có tốc biến các bạn ạ. Có tốc biến là lấm mày. Ây da. Thôi được rồi. Ui da đầu săn nó chứ. Có cái chuyển sinh thôi xài nốt luôn cho rồi. Cái thằng Veret nó ulti xả quá nhờ. Tội Batman quá trời luôn. Vừa mới ăn được cái con bùa xanh ra bị mình đục cho cái mất lùng bùa. Khoái lắm. Bị mình phá khoái lắm. Ồ, ba zoom. Ba zoom hả? À đủ. Mạnh thế. À, thôi xong rồi. Hãy xem hảo đây. Một mạng đầu tay. Rồi tiếp theo là bé ba zoom này. Ui ôi, Batman này. Dừng tam bạn bây giờ là không có cửa đánh đồng đội mình nữa rồi. Nó phế quá phế luôn. Ghê hả chị, chả ghê, ghê bình thường. Phế rồi, làm sao mà dồn combo vào gọi là mà ăn được. Kể cả trúng một combo đi chăng nữa, mặc dù nếu mà bạn ấy mà phế thì bạn cũng chẳng làm được cái gì cho đời đâu. Đấy là điểm khác biệt tại sao mình lại đi phá rừng tam bạn. Nhưng mà khi mà đi phá rừng này các bạn phải có cái đầu óc tính toán nữa các bạn, chứ không phải các bạn cứ lao lên các bạn kéo đâu. Lao lên kéo đập thấy mẹ luôn rồi chứ. Nhưng mà mình phải tính toán đường đi nước bước các bạn đang ở đâu, nó như thế nào mình phải tính được. Nói chung là mình không thể nào tính được 100% nhưng mà mình phải có một cái gì đó đầu óc là mình phán đoán cái trận đấu như thế này thế kia. Mình phải di chuyển như thế này mình sẽ không đấy chứ. Chứ nếu mà các bạn không có cái kỹ năng, không có cái đầu óc phán đoán mà các bạn cứ lao đầu lên kéo bùa cho bạn. Các bạn mới thò đầu ra dừng cho bạn một cái nó đánh thấy ngoài luôn á. Ui ôi. Ua hay à. Mặc chiều cuối rồi tức tê. Hãy à, đầu săn khôn nàng. Ây da. Ơ được một mảng. Ê vẫn ngon. Một đổi một các bạn ạ. Mình đổi với cả Hayate. Thơm ấy. Bởi vậy các bạn đừng có nghĩ rằng à, các bạn muốn đi tròn như mình là dễ đâu. Cứ đi phá rừng cho bạn là ngon đâu nha. Bạn cho bạn nó phế kìa. Ý nó phế quá. Nó đứng thứ tư tên bên kia luôn. Trời ơi, phế vật mà đòi bắt AD người ta. Gì kỳ á. Đừng bán cứ là hơi là ức chế nhờ. Cái này là ức chế lắm luôn, một năm rồi kìa. Ôi trời ơi. Cười. cười. Tao cười. Cười hả? Được cười đi, cười lắm, quái lắm. Như này, tao cười. Tao cười luôn ghê. Một nụ cười mừng 10 thanh thuốc bổ đó mà. Cho tụi này gánh hả? Đó. Cái lý do thứ hai của mình là đây này các bạn. Ba mà xem bạn bây giờ nó đang ức chế đồng đội đó rồi đấy. Thấy không? Các bạn thấy không? Rồi thôi. Ức chế rồi đó. Này. Này thì đầu thế nào? Kéo vào hút chích nè. Ui hút chích chả trúng ai hết trơn. Thôi được. Wow. Hayateo. Ghê quá ta. Ghê quá trời, Violet nó đàm to quá các bạn ơi. Nó được bắn nhỉ, nó bắn kìa. Thanh niên, ba dâm này đi đâu hả ba dâm. Ui dồi ôi, nó còn ném mình về nữa chứ. Quýnh nó, không cho nó đẻ trứng. Mày hả bưởi. Nguyễn cùng quên chưa. Sợ rồi chứ gì. Chạy hộ cái. Rồi các bạn thấy mình kéo không? Đúng là bét kéo có khác. Kéo với cả hút của mình nó. Ui. Ủa sao pha đấy ảo nhỉ? Đáng lẽ mình phải kéo chúng bị đứng ra chứ. Pha đấy kéo chúng ra là ra chết rồi.
Đúng không? Chính xác 100% luôn, kéo trúng gà ra chết rồi. Mình kéo hơi bị chuẩn đấy các bạn. Mã hút của mình nó cũng rất là tốt, nếu có tốc biến thì cộng thêm đồng đội mình hỗ trợ là ngon luôn đấy. Ngày xưa mình nổi tiếng là cầm crack đi cho rừng các bạn mà. Nhưng mà bây giờ thì mình hết rồi, tại vì bây giờ ui ôi, hút nè, chơi không? Chơi không? Chơi không? Chạy đi đâu bây giờ? Ó, ui. Tự dưng ăn được Veret mới ngon chứ. Ui, thơm thế nhỉ. Thì là thích quá trời. Giật hả? Giật hả? Vô, chơi nó. Check map. Check map với cái chiêu 2. Chứ nếu các bạn không check map, các bạn đi vô một cái là ba thằng đứng trong đó nó quýnh nó thấy bà luôn rồi chứ. Mình chẳng may như vậy mình kéo á, thì là mình kéo được một thằng ra. Thấy có người một cái mình chạy luôn. Chứ còn không có người đó mà mình lao lên nó quýnh cho bể răng văng đống ra luôn. Này thì xạo này. Ui dồi ôi. Và đấy nếu mà có đồng đội mình ở đây á, là mình tốc biến lên liền. Các bạn biết tại sao khi đồng đội mình đã ăn tật thần, mình lại đứng ở đây mình nhong mình kéo bùa không? Ừ nè. Trời ơi. Sợ quá bật tốc bật chiêu cuối chạy mới ghê chứ. Veret sợ mình quá chứ đồng đội mình nó đâu qua đâu. Nó sợ mình nhá các bạn. Mình phải chạy lên như vậy. Thứ nhất là mình kiểm soát cái bản đồ không cho các bạn nó phá bùa nó. Chẳng may nó ăn thì sao? Hút chích nè. Wow, đẹp quá trời luôn mà không có ai dồn sát thương vào hai da teo hết trơn. Thôi được rồi, bình tĩnh. Cái thanh niên ô nó không chạy à? Nó quay lại nó chơi luôn mới ghê chứ. Đi đâu con sâu này? Mình đi support mình phải kiểm soát bản đồ. Chứ các bạn đi support mà các bạn cứ đi sau AD thì đậu xanh nó đập cho thì chết ngắc luôn. Tem mình không có tầm nhìn ở trong bản đồ các thứ kiểu con là điểu. Ui giời, gấu béo béo bay trụ ghê à. Ôn tí tốc biến ghê thực chứ. Này thì xảo này. Này thì trời ơi bé Batman các bạn ạ. Bé Batman và cái kết giấc L. Win. Ghê chưa? Cuối cùng trận cuối của mình lên cao thủ cũng đã thành công các bạn ạ. Nếu các bạn yêu thích YouTube của mình thì đừng chỉ kênh và like ủng hộ giúp mình nhá. Bạn nào muốn nick và số nick của mình ở phần mô tả video ấy nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Trời ơi sau mà sau khi mà hai trận đầu thất bại thì cuối cùng bây giờ thì mình cũng đã lên được cao thủ rồi nè. Các bạn chúc mừng mình chưa? Đói, cao thủ nhá. Loài mồm nhá. Bam 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 bam. Xíu nữa là được MVP các bạn ạ. Nhưng mà không sao, hạng 2 là quá tốt với một người support rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Nghỉ nha mọi người, bye bye.